Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV. Kính thưa quý vị và các bạn, họp báo hai trận đấu bán kết thì các huấn luyện trưởng của các đội bóng đã lên tiếng. Huấn luyện trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn có nói về việc là Sử Văn Trường trong một tình huống vừa qua khi mà có va chạm với một cầu thủ bên phía đội tuyển U23 Philippines. Trong khi đó thì thuyền trưởng của đội tuyển U23 Malaysia lại đưa đội tuyển U23 Việt Nam lên tận mây. Còn huấn luyện viên Shin Tae-yong của đội tuyển U23 Indonesia đã chính thức nói lời cảm ơn với đội tuyển U23 Việt Nam. Và một thông tin đặc biệt cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn, đó là huấn luyện viên Việt Nam đã tẩn học trò ngay ở trên sân vì ăn mừng láo. Và cuối cùng đó là bến đỗ mới của một cầu thủ hiện nay đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, đó là trung vệ Quế Hoài, đó chính là câu lạc bộ Bình Dương. Đó là một số những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin của bóng đá STV ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 23 tháng 8 thì cuộc họp báo trước trận bán kết giữa các đội bóng cũng đã được diễn ra. Và đầu tiên thì chúng ta cũng hãy cùng đi đến những phát biểu của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, và ông ấy có nói như thế này trong cuộc họp báo. Trước tiên thì chúng tôi chúc mừng các đội bóng đã vào bán kết. Theo tôi ngày mai là một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Hy vọng rằng cả hai đội sẽ có màn trình diễn tuyệt vời. Với tôi ngày mai nếu Malaysia thắng thì cũng tốt thôi, mà chúng tôi thắng thì còn tốt hơn. Đó là những gì mà ông Tuấn có chia sẻ. Nhưng bên cạnh đó thì ông có nói rằng, nhưng cả hai đội vào sân thi đấu và cùng nhau tiến bộ. Chúng tôi muốn bóng đá của Đông Nam Á tiến bộ, thu hẹp khoảng cách về trình độ so với khu vực của châu Á. Đó là những gì mà ông Tuấn có mở đầu với cái cuộc chia sẻ trước báo giới trong trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Malaysia. Và đặc biệt hiện nay thì những câu chuyện liên quan đến việc là những cầu thủ như là Văn Trường hay là Quang Văn Chuẩn liệu rằng có được sử dụng ở trong trận đấu sắp tới gặp đội tuyển U23 Malaysia hay không, thì ông Tuấn có một chia sẻ nó rất là 50-50 như thế này. Tôi đã quên trận đấu gặp Philippines và hành động của Văn Trường rồi. Tâm trí của tôi để tâm gì cái chuyện cũ đâu. Lúc này thì tôi chỉ nghĩ đến trận bán kết với Malaysia thôi. Nếu bạn hỏi khả năng ra sân của Văn Trường thì tôi không trả lời được. Hãy chờ trận bán kết vào ngày 24 tháng 8 tới đây. Đó là những gì mà ông Hoàng Tuấn có chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu gặp Malaysia. Mà tôi nghĩ rằng đây cũng là một phát biểu thông minh và cũng là điều hết sức bình thường của ông Hoàng Tuấn thôi. Bởi không có một huấn luyện viên nào khi mà trong trực tiếp cuộc họp báo lại nói rằng là tôi sẽ loại cầu thủ này, tôi sẽ loại cầu thủ kia cả. Điều đó sẽ mang đến một cái điều không hề tích cực một chút nào và khiến cho tâm lý của các học trò đương nhiên nó sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều. Bởi cuối cùng thì những cái quyết định cũng đến từ huấn luyện viên trưởng. Và trước khi trận đấu diễn ra thì chúng ta sẽ cùng chờ thôi. Thứ nhất là chúng ta cũng cần phải giữ được ý đồ về mặt chiến thuật, về mặt con người như thế nào. Và thứ hai nữa, như tôi đã nói, việc nói trước một cuộc họp báo như vậy nó ảnh hưởng tâm lý rất lớn đến những cầu thủ. Và đặc biệt vừa qua thì nhiều người cũng có nói đến về thủ môn Quang Văn Chuẩn. Và quả thực thì hiện nay tôi nghĩ rằng là nếu như đối với huấn luyện viên Hoàng Tuấn, ông có chia sẻ là rằng là Malaysia thắng thì cũng tốt, mà chúng tôi thắng thì cũng tốt hơn. Có nghĩa rằng là ông cũng không quan tâm quá nhiều đến cái kết quả của cái trận đấu này. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là với những cầu thủ mà họ không có phong độ cao, những cầu thủ mà họ đang có một số những sai lầm cá nhân, thì tôi nghĩ rằng với một trận đấu bán kết, dù rằng nói rằng là không quan trọng kết quả, thế nhưng cần phải trao cơ hội dành cho những cầu thủ khác. Đương nhiên là với những trận đấu chính thức thì những áp lực và mặt tâm lý nó sẽ lớn hơn. Thế nhưng không phải vì lý do đó mà những cầu thủ khác, mặc dù họ không mắc những sai lầm trong những trận đấu vừa qua, họ không có được cơ hội. Vậy tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có những sự thay đổi về mặt nhân sự để làm sao mà mang đến sự công bằng nhất dành cho tất cả những cầu thủ. Còn với Văn Trường vừa qua, với một tình huống hỗn loạn trên sân thì chính huấn luyện viên ông Hoàng Anh Tuấn cũng đã có những chia sẻ và ông đã cảm thấy rất bực bội với những hành vi vừa qua nổi nóng khiêu khích đối thủ đến từ Văn Trường, và ông Hoàng Anh Tuấn cũng đã quát học trò sau hành động không đẹp vừa qua. Còn nói về trận đấu sắp tới gặp đội tuyển U23 Malaysia, thì kính thưa quý vị và các bạn, ông Hoàng Anh Tuấn có chia sẻ thêm như thế này. Lúc này thì tôi chỉ nghĩ đến trận đấu với Malaysia thôi, nghĩ đến người đồng nghiệp đang ngồi cạnh mình. Đội tuyển U23 Việt Nam lúc này có thể trạng tốt và sẵn sàng cho trận đấu. Trong khi đó thì thuyền trưởng của đội tuyển U23 Malaysia, ông Ade Varasan, có chia sẻ về đội tuyển U23 Việt Nam như thế này, thưa quý vị và các bạn. Đội tuyển U23 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ nguy hiểm, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Họ là đương kim vô địch cho nên sẽ là một thách thức rất lớn dành cho chúng tôi. Đó là những gì mà thuyền trưởng của đội tuyển U23 Malaysia có nói rất ngắn gọn về đội tuyển U23 Việt Nam. Và tôi tin rằng đó cũng là chia sẻ thật tâm chứ không phải là khách sáo gì cả trong một cuộc phỏng vấn báo chí đâu. Bởi thực tế với những gì mà Việt Nam chúng ta đang có được
với một lực lượng được coi rằng là có rất nhiều kinh nghiệm ở trong tay đối với huấn luyện viên Hoàng Tuấn, thì việc chúng ta được các đối thủ đánh giá cao là điều đương nhiên. Thế nhưng với những gì mà chúng ta đã thể hiện ở trong trận hai trận đấu vừa qua tại vòng bảng gặp những Lào và Philippines, thì nó mang đến những nỗi lo có lẽ rằng vẫn là rất lớn dành cho ông Hoàng Tuấn. Và để có một kết quả tốt ở trong trận đấu này, chúng ta cần phải có sự thay đổi và đương nhiên là cần phải có sự tập trung tối đa, tránh mắc những sai lầm cá nhân như là Quan Văn Chuẩn, và đặc biệt có những tình huống không đáng có ở trên sân giống như là Nguyễn Văn Trường vừa qua. Trận đấu giữa tuyển U23 Việt Nam và Malaysia sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ chiều ngày mai, ngày 24 tháng 8. Còn vừa qua thì với một chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước Philippines thì cũng giúp cho U23 Indonesia vào đến bán kết. Và ngay sau đó, trong cuộc họp báo trước trận đấu của giải U23 Đông Nam Á trong trận bán kết, thì ông Shin Tae-yong có chia sẻ như thế này: "Tôi cảm ơn đội tuyển U23 Việt Nam vì chiến thắng hôm qua. Quan điểm bóng đá của tôi là các trận đấu phải diễn ra một cách công bằng và fair play." Đó là những gì mà ông Shin Tae-yong có chia sẻ. Đó là cái cách nói mà vừa qua thì ông ấy cũng cảm thấy rất khó chịu khi mà dường như là ông ấy cho rằng là bên phía ban tổ chức rồi trọng tài đã có tình huống xử ép khiến cho đội tuyển U23 Indonesia gặp rất nhiều những bất lợi. Và ông ấy có nói như thế này: "Ở giải U19 Đông Nam Á được tổ chức tại Indonesia, trận đấu giữa U19 Việt Nam và Thái Lan đã diễn ra không công bằng, thì điều đó không lặp lại tối qua. Vì vậy, bên cạnh sự biết ơn với Việt Nam thì tôi cảm thấy thật tuyệt khi mà xem trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines. Ở bán kết thì đội tuyển U23 Indonesia gặp đội tuyển U23 Thái Lan. Và trước đó là cuộc chạm trán trong trận chung kết của SEA Games 32. Và khi nói về cái câu chuyện này thì ông ấy có nói rằng: "Tôi nghĩ rằng là U23 Thái Lan có đội hình tốt nhất ở giải đấu lần này. Chúng tôi sẽ chơi hết mình cho trận đấu vào ngày mai. Và trận đấu giữa đội tuyển U23 Thái Lan và U23 Indonesia sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ cũng vào ngày mai, ngày 24 tháng 8. Và đó là thông tin liên quan đến đội tuyển U23 Việt Nam. Có một thông tin mà chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị và các bạn, một thông tin cũng khá là sốc, đặc biệt khi mà mới qua thì huấn luyện viên Ngô Quan Trường đã đánh học trò Ngôi Đức ngay ở trên sân trong trận đấu bán kết giữa U15 Sông Lam Nghệ An và đội U15 Viettel. Cụ thể ở phút thứ 66 thì ông Ngô Quang Trường đã chạy vào sân với một thái độ cực kỳ tức và cầm một chai nước đánh thẳng vào đầu học trò của mình, đó là Ngô Anh Đức. Và nhà cầm quân sinh năm 1972 vẫn chưa nguôi giận, và sau đó thì những cầu thủ của U15 Sông Lam Nghệ An đã phải vào ngăn cản và xoa dịu chính vị thuyền trưởng của đội bóng này. Ở hiệp 2, khi mà Đông Thức bên phía U15 Sông Lam Nghệ An ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 trước U15 Viettel, thì cầu thủ xứ Nghệ đã tập trung ăn mừng cùng nhau. Thế nhưng Ngô Anh Đức lại tiến về phía khu vực của huấn luyện viên của đội tuyển U15 Viettel để có một màn ăn mừng khiêu khích so với cả đối thủ. Và lập tức ông Trường đã xuất hiện và dạy dỗ ngay học trò của mình và cách chỉ đoạt tuy hơi gay gắt. Thế nhưng đó tôi nghĩ rằng là một kỷ luật cực kỳ cần thiết để uốn nắn những cầu thủ trẻ vào khuôn khổ. Cuối cùng thì Sông Lam Nghệ An cũng có được một chiến thắng với tỷ số 5-2. Thế nhưng hình ảnh vừa qua của một cầu thủ bên phía Sông Lam Nghệ An, đó là Ngô Anh Đức, chắc chắn cần phải chấn chỉnh. Và tôi cũng rất đồng tình đối với huấn luyện viên Ngô Quang Trường, mặc dù đó là một cái hành xử nó chưa thực sự là được nhẹ nhàng, mềm mỏng lắm, nhưng với những gì đã diễn ra với trận đấu chung kết giữa đội bóng đó là Indonesia và Thái Lan, chúng ta đều biết đã gây ra một vụ ẩu đả cũng chỉ vì cách ăn mừng vô cùng khiêu khích với đối thủ ở trên băng ghế chỉ đạo thôi. Và điều đó sẽ khiến cho câu chuyện nó diễn ra một cách phức tạp hơn nhiều. Vì vậy với những cầu thủ trẻ của Việt Nam thì việc các huấn luyện trưởng họ uốn nắn như thế này thì tôi nghĩ rằng họ đều cần thiết thôi. Và một số những cầu thủ trẻ khi mà họ có cái kiểu ăn mừng như vậy và hơi thái quá thì tôi nghĩ rằng dần dần cơ hội của họ cũng sẽ mất đi thôi. Bởi bóng đá không chỉ là bóng đá đâu, mà nó còn là ứng xử, là đạo đức của con người. Mà nếu không đủ các yếu tố như vậy thì việc những cầu thủ bị loại thì cũng đều là một điều đương nhiên thôi. Còn câu chuyện cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn liên quan đến Quế Hồng Hải. Một thông tin rất đặc biệt liên quan đến Quế Hồng Hải, đó là việc hiện nay có khá nhiều thông tin rằng Quế Hồng Hải sẽ rời câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và lựa chọn đó là Công an Hà Nội. Thế nhưng cuối cùng những thông tin mà chúng tôi có được thì Quế Hồng Hải lại gia nhập Bình Dương với một hợp đồng có thời hạn đó là 2 năm, mức lót tay là 6 tỷ đồng trên 1 năm và nhận toàn bộ một lần. Đây được coi là mức chuyển nhượng kỷ lục đối với một trung vệ nội khi mà đã bước qua tuổi 30. Đây là một thông tin mà tôi nghĩ rằng cũng khá là bất ngờ. Và thực sự nếu như điều đó là một điều diễn ra thì đây sẽ là bản đồng mang đến sự bất ngờ rất lớn.
Bình Dương hiện nay thì họ cũng là đội bóng đã thoát khỏi vị trí xuống hạng khi mà giành được những kết quả thuận lợi ở trong những vòng đấu cuối cùng. Và hiện nay thì với Quế Ngọc Hải đến với Bình Dương thì đây là một thông tin mà chắc chắn sẽ khiến cho các cổ động viên sẽ cảm thấy khá là ngỡ ngàng. Và đặc biệt tôi cũng có nhận được thông tin khi mà anh Hải có nói rằng là Quế Ngọc Hải sẽ về với Hà Tĩnh. Thế nhưng thông tin đó tôi nghĩ rằng khó là có thể xảy ra được. Còn việc đến với Bình Dương hay không thì chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông tin chính thức nhé. Còn tới đây thì bản tin của bóng đá STV cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và...